này dân chơi đó, làm lại cái này supercharge VS luôn. Anh nghĩ là kỳ công này là chả bán đâu mày, ở đùa đấy. 50 chắc ok đó. Trước này là Land Cruiser ST Series làm lại hết. Động cơ VS Supercharged của Holden. Sơn chỗ này trường sơn đẹp quá. Bộ nhún hơi luôn. Chạy qua ông em. Nhưng mà các em sơn đợt này đẹp, nhìn bóng mẹ sướng. Này ra đường nhìn chất chơi luôn phải không? Ai anh phải nhìn. Độ lại máy hết rồi. Xi nhan đổi màu luôn, đen. Cái bu ba này nó sau lắp tời tiếc cái thứ vào là mà nhìn lắp chưa lắp thôi, lắp vào tời của đèn á. Nó mua bộ đèn kim trong trong đó nhưng mà nó đúng sai á. Thảo nào anh bảo hôm trước nhìn chụp ảnh thì thấy cái bộ lốp khác, hôm nay thấy khỏe mẹ MT ở đây rồi đó. Vành của nó cũng ngon hết chứ. Giờ thích nhất cái bộ ấy này, bộ hơi spring coil spring. Mason. Cái này chơi cái này là khó. Cái này nó mua một kích của nó không là đã 3.000 mấy rồi, cũng là tiền label cho nó là thành là gần 7 đồng á. 7 đồng cho cái suspension này á. Gắn mấy cái cross member. Bóng loáng này. Như gương. Trường sơn của này chuẩn. Còn đấy là để bình phụ đúng không? Để xăng hoặc để em, nước. Em gắn roof rack nhưng mà em không có muốn gắn nặng quá. Nhưng mà nó có lắm roof rack lên không? Có gắn roof rack, nó có một kích rồi nhưng mà em không làm. Bọc cả bình xăng ở bên dưới luôn đúng không? Nó chơi cái bộ gầm bọc xăng này đi là đỡ bọc sợ. Hôm nay đi qua chỗ trường Lam Trường để chuyên sơn xe. Vào tham quan luôn quả caravan. Nice. Bây giờ là nó sửa sơn lại à? Nó làm cái dàn cầu nó bị accident đó. Làm TV lại. À bên trên này ngủ được luôn đúng không? Ngủ luôn. Có TV này kia mà. Toilet đây à? Dạo này ở bên Việt Nam là các bên rất là đang mê mấy cái dòng gọi là camper trailer với cả caravan này. Oven. Có oven microwave luôn đúng không? Ừ. Chỗ kia là ngủ đằng sau. Đúng à đúng. Nấu bếp ở đây. Oven này. Ở bếp này. Hay quá, đây lại đi qua xem luôn. Cái này không biết là cái gì nữa, máy giặt cái gì cũng biết nữa. Anh nghĩ là chắc là máy tủ lạnh, Weco. Đúng rồi. Weco tủ lạnh. Cái chỗ này là cái gì nhỉ? Ở đấy trên đấy nó đầy ngăn các thứ để. Đây là cái này là cái gì nhỉ? Đó bởi vậy. Chưa. Cái sinh. Chiếc này clean lại chút là đẹp ngay mà. Như cái sạc. Nhưng mà nó thiết kế thông minh đúng không? Đây khoang lái, con này con Max Max đúng không? Chiếc này mà mới là mua cũng phải hơn 200 đấy. Nhưng mà đi ngon đúng không? Mẹ này đầy đủ điện đấy. Nước. Điều hòa. Điều hòa mới đầy đủ. Đằng sau anh.